Bác yên tâm, cái khu phố này là nội có uy tín lắm á. Một tiếng nói cơ nội thôi là ai cũng phải nghe hết trơn rồi đó. Bởi vậy con đã tìm được một cái mặt hàng mà phù hợp với cái niềm tin của mọi người dành cho nội và dành cho con. Mặt hàng gì vậy? Xà bông bách hợp. Xà bông bách hợp là sao? Lý do tại sao nó tên là bách hợp? Tại vì nó hợp lại rất là nhiều cái công dụng khác nhau trong cùng một chai xà bông. Con lừa gạt chú hả? Lừa gạt gì? Con nói là đi bán hàng này kia xong rồi quảng cáo cho dữ vô đây nè. Đây là cái thùng hàng nè, đó nhìn đi. Hả? Quảng cáo vô cái gì đâu mà một cục xà bông 5 công dụng, xong bán cho người ta mở cục xà bông ra như cục đá chà hoài không. Ủa mà nội, hả? Trong bếp nhà mình á chứa mấy thùng gì mà con thấy quá trời quá đất luôn. Ủa thùng gì mà chứa, nội có mua gì đâu? Dạ đó là mấy cái thùng hàng con trữ lúc đầu á, để được ưu đãi nhiều, sau này con bán cho đại lý thì con sẽ lời được nhiều hơn. Bao nhiêu tiền để dành của con với anh Thượng, con lấy con mua hàng hết rồi nội. Cái đống đó là xà bông bách hợp. Trời ơi. Nội Nội ơi. Chuyện mẹ trong nàng dâu có